cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình của Cẩm Nang Mùa Thuế. Thì sau giờ giải lao chúng tôi tiếp tục cái phần 2. Thì như anh Kelvin vừa nói, trong cái phần 1 thì chúng ta cũng hiểu được rằng trong cái thuế corporation đó, nó thấp hơn là cái thuế individual. Thì cái thuế corporation cao nhất nó là 43.84%. Còn cái individual cao nhất là 51.9%. Thì đó chúng ta để hiểu được cái khủng hoảng như thế nào và sắp xếp như thế nào? thì và tiếp theo đây anh Kelvin sẽ nói tiếp về cái phần uh, uh, payroll tax đó là về cái thuế lương bổng. thì uh, mời anh Kelvin uh, cho bà con mình biết thêm về cái uh, payroll tax như thế nào, thôi uh, À, cảm ơn anh Thomas. thì uh, 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 nếu mà cái corporate tax rate tức là cái ngạch thuế đó và cái ngạch thuế của cá nhân á, mà nó chưa có làm quý vị khủng đó, thì bây giờ Kevin có nhiệm vụ làm sao cho quý vị phải khủng mới được. thì Kế đến đó là cái payroll tax tức là cái thuế cái thuế lương bổng của mình đó. thì trong cái vấn đề cái thuế lương bổng này ấy, nó chia ra làm hai cụm một bên đó là bản thân của mình tức là người nhân viên đi làm phải đóng và cái bên kia đó tức là người chủ tiệm đó hoặc là chủ công ty họ phải đóng thì cái thuế lương bổng này vì nắm vững nó chia ra làm hai phần nếu mà lỡ như quý vị cũng vừa làm uh, chủ của cái công ty của bản thân mình và quý vị cũng là nhân viên luôn thì chắc chắn quý vị phải là nhân viên rồi thì cái thuế này nó nhân lên đôi tức là quý vị phải trả cho bản thân quý vị và cái công ty của quý vị cũng phải trả luôn thành ra nó sẽ là double đó. nhưng mà mình focus hôm nay tức là mình trọng tâm mình chú ý vô đó là chỉ về cái phần nhân viên thôi và mình gạt bỏ cái người chủ qua một bên tại vì cái chương trình kế đến đó, thì anh em chúng tôi sẽ đào sâu hơn và chi tiết hơn để nói rõ ràng hơn cho quý vị làm chủ của những cái công ty những cái tổ hợp tất cả những cái 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 vấn đề làm ăn thương mại của quý vị thì lúc đó quý vị sẽ nắm rõ hơn thì trong cái thuế nhân viên á tức là cái đất YouTube hoặc là cái paycheck mà quý vị nhận được đó thì nó sẽ có gồm những cái bảng thuế như thế nào thứ nhất đó là cái thu nhập thuế tức là income tax hay là cái federal income tax hay state đó là mình nãy này mình đã nói rồi là nó đã nằm vô cái 51.9% hoặc là 0 rồi. Thì bây giờ kế đến nó sẽ là social security. Thì cái thuế an sinh xã hội này nó ở là 6.2%, 6.2. Cái Medicare tax tức là cái thuế cho y tế đó nó sẽ là 1.45%. Kế đến là nó gọi là cái state disability thì thường người Việt mình nói nôm na cái khúc chỗ này nó là cái EDD đó, vì đóng tiền vào rồi sau đó đó quý vị bị lay off sa thải uh, hay là mình uh, uh, vợ mình có thai chẳng hạn rồi mình uh, xin nghỉ uh, để mà mình dưỡng thai hay là mình bonding với con cái hoặc là mình nghĩ để mình take care uh, cha mẹ anh chị em hay là con cái của mình bệnh hoạn thì khi quý vị đóng cái khoản thuế nó gọi là state disability này rồi đó thì khi quý vị uh, lâm vào những cái tình trạng đó thì quý vị sẽ được lãnh uh, cái phần nó gọi là EDD uh, kế đến đó, nó là cái unemployment insurance thì phần này người nhân viên sẽ không trả. Rồi kế đến nó gọi là cái federal unemployment thì nhân viên họ cũng không trả mà người chủ sẽ trả. Thì quý vị thấy đó cộng cái 6.2%, 1.45% và cái thuế gọi là state disability đó nó cỡ khoảng chừng 1% thì cộng hết cái này lại nó sẽ chạy ra là 8.65%. Đây là cái khoản mà quý vị cần phải đóng. Nếu mà quý vị cũng là làm chủ cái công ty luôn Thì quý vị phải đóng thêm 8.65% nữa Tức là mình nhân lên đôi à. À, Có nghĩa là ngoài cái thuế của liên bang và tiểu bang dạ, lúc đúng. trước vừa nói Thì cần phải đóng thêm là 8.65% Đó còn nếu mà quý vị làm chủ công ty thì quý vị lại cộng thêm 8.65% nữa. 865 với 865 là quý vị thấy đó là nó đã hết là bao nhiêu? 17.3% nữa rồi. 17.3% quý vị cộng với cái cái hai cái cái 51.9% kia thì bây giờ nó đang ở là 69.2%. Nghe là đã thấy khủng rồi phải không quý vị? À, quý vị thấy nha. Cho nên quý vị nào đang theo dõi chương trình, quý vị muốn hiểu biết thêm, muốn giải thích trở lại, xin quý vị tham gia gọi số điện thoại 408 459 3.000 Thì đó mà chưa khủng nữa đó Thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ nói tiếp cái thuế khác Nó gọi là cái thuế sales tax Sales tax Theo xác tức là khi mà quý vị đi mua đó Quý vị đi mua thì cái trường hợp khi mình đi mua như vậy Mình đi mua cái 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 đồ ăn Mình bị đánh cái thuế sales tax Mình đi mua cái áo Mình bị đánh cái thuế sales tax khi mình đến tiệm Mỹ đó thì mình chỉ biết trả thôi. Nhưng mà mình đi đến cái tiệm Việt Nam đó, tức là đồng hương của mình đó, tôi không muốn trả cái sales tax. <laughs> thì quý vị thấy đó, quý vị mà càng không muốn trả cái sales tax đó, thì những cái cửa tiệm có khả năng người ta phải lãnh cái phần sales tax này cho quý vị. Thì Kevin sẽ cho quý vị biết đó, một số cái county, tức là cái quận hạt trong cái California của mình để mà mình nắm vững là cái sales tax nó là bao nhiêu nếu mà quý vị ở phương xa ở những cái tiểu bang khác quý vị cần hiểu biết là hiện nay là cái chỗ của quý vị nó đang à, trả cái tiền thuế khóa này nó là bao nhiêu quý vị cũng có thể lấy cái receipt ra và vị sẽ coi được còn không quý vị cứ liên lạc bên văn phòng riêng cái sales tax này đó ở cái county thì Alameda của mình đó là nó 9.5% Alameda, Alameda 9.5% quý vị đó. Thì cái Alameda đó thì nó sẽ có uh, Freeman Đúng không? Nó phải có Freeman uh, uh, Thomas, đúng không? Um, uh, Freeman rồi uh, San Mateo chẳng hạn đó Thì những cái county ở hướng nọt của mình đó Thì nó gọi là Alameda County Hayward Union City Riêng cái anh Union City đó quý vị đang trả là 10% uh, Santa Clara County tức là quận hạt Santa Clara County của mình đó là cái mức thuế hiện giờ nó đang ở là 8.75% và tin chắc quý vị cũng đang nghe là thành phố hoặc là quận hạt của mình đang bỏ vào cái ba lít kỳ này đó là tăng khoảng chừng 0.25% tức là một cái quarter of percent đó vào cái vấn đề mà đánh cái thuế sales tax này rồi họ sử dụng cái 0.25% này đó để mà À, à, bảo đảm cái vấn đề mà mình thêm cái cái tiền à, để mà mình lo cho bên ngành cảnh sát chẳng hạn hay là fire department để mà bên đó họ có thêm người để mà họ họ, họ phục vụ cho 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 công dân của, của của quận Hà Cái đó là Santa Clara, Santa đúng Clara không? County. Dạ. Còn sau San Francisco đó thì quý vị đang trả là khoảng 9.5% và San Francisco hình như cũng là 9.5%. Quý vị đang ở LA quý vị đang trả 9%. Quý vị ở, ở San Diego thì quý vị cũng đang trả khoảng 9%. Đó quý vị thấy cộng luôn cái sale xác này vào thì bây giờ đó nó không còn phải là 51.9% nữa. Nhưng mà Kevin sẽ tổng cho quý vị một cái ví dụ như là một người đang sống ở San Jose và một người đang sống ở San Francisco. Tình trạng thuế khóa của hai người này như thế nào? Thì mình tổng kết lại ở San Jose đó, cao nhất cái ngạch thuế cá nhân nó sẽ là 51.9% cộng với sale tax cộng với cái thuế lương bổng trước là 8.65% ừ. thuế lương bổng cộng thêm cái sale tax là 8.75% bây giờ tổng số tiền thuế mà cao nhất của một người sống ở San Jose sẽ là 69.3% đó quý vị nghe chưa phải đóng 60 69.3% 69 Đến khi mà cái anh ở San Francisco đó Thì nó chỉ trên lệch đó là cái phần sales tax thôi Thì cái người ở San Francisco có khả năng phải đóng cỡ là nhiều nhất là 70.5% 70. 70. yeah. 70. 70.05% Thành ra quý vị thấy đó bây giờ mình cho một cái thống kê ra Mình cho một cái số tổng thuế mình đóng như thế nào thế nào thế nào Thì quý vị ngắm nghĩ coi Thí dụ như là quý vị làm ở cái lương gọi là 30.000. Quý vị sẽ gặp cái khó khăn của của những người ở cái ngạch thuế 30.000. Quý vị là làm một 100.000, quý vị cũng gặp phải cái tình trạng khó khăn của những người nằm trong cái 100.000 đó. Bởi vì sao? Cái thuế hồi nãy giờ đó Kevin cho quý vị biết là nó có cái ngạch. Thành ra đó, cái ngạch thuế đó thì quý vị cứ tưởng tượng giống như là một cái bức thang vậy đó. Thành ra khi quý vị bước cái lên một cái cầu thang á mà bước cái bước đầu tiên đó thì coi như là mình cũng lìa mặt đất cũng một khoảng đúng không thì cái thó nó cũng còn thấp nhưng mà cũng hơi chới với <laughs> <laughs> rồi sau đó quý vị lên một bậc nữa đó thì quý vị lại xa mặt đất lên gấp đôi thì khi quý vị lên đó đó cái tình trạng nó đều giống nhau là mình cũng có ngất ngư ở trên đó thành ra mỗi cái bậc thuế mỗi cái ngạch thuế mà quý vị bước lên có nghĩa rằng cái tình trạng à, tài tránh của mình đó nó khá giả một chút thêm tiền một chút thì quý vị phiêu nó giống nhau Tức là thường quý vị cứ nói chuyện với bạn bè quý vị đó quý vị cảm nhận được á, cái người bạn của mình họ làm được 200 ngàn nhưng mà tại sao mình cũng thấy họ khó khăn. Yeah. Rồi người ta 200 ngàn người ta nhìn lại quý vị quý vị làm uh, 80 ngàn quý vị cũng gặp khó khăn giống nhau chính vì cái ngạch thuế nó chia ra như vậy và tất cả những cái số thuế mà bệnh liệt ra đó thì mọi người cũng nôm na đóng ngang hàng với nhau chính lẽ đó cho nên là trong chúng ta đó ai vào cái ngãn nào mà thấp hay cao đều có cái vấn đề của trong cái ngạch thuế đó hết. Đó. Thì tóm lại, cái người ở San Jose sẽ có thể trả cái thuế là 69.3%. Mình đi làm được một đồng nhưng mà mình đang nghĩ là hết 69.3 cent nó chạy ra rồi thì quý vị cảm thấy không còn bao nhiêu hết những anh những anh chị em bạn bè nào mà ở San Francisco thì mình lại trả cao hơn tức là cứ một đồng như vậy có khả năng quý vị đang phải trả ra là 7.05 cent 70 70.05 70.05 70, .05. 70, .05. 70 .05, à, .05, quý vị. Thành ra cái tiền mình còn lại đó một là nó chỉ còn có 3 đồng, hai là nó chỉ còn có 4 đồng mà thôi. Thì cái cách tốt nhất mà quý vị muốn có nhiều tiền quý vị cần phải làm nhiều thêm thôi chứ không còn cách nào khác nữa. Thì như anh Kevin đã chia sẻ với quý vị thì mình có nhiều cái bậc thang À, từ cái bậc thấp nhất cho đến cái bậc cao nhất thì à, trên cái vấn đề thuế má thì họ à, căn cứ trên cái income của mình có nghĩa là căn cứ mình đang đứng ở cái bậc thang nào đó phải không, <laughs> Kêu vậy? Dạ, đúng. thì à, quý vị phải hiểu được mình đang ở cái bậc thang nào thì mình sẽ đụng vào cái nào thì à, đó là một trong những vấn đề chi tiết rất là à, sâu sắc hơn thì à, nếu ngoài cái chương trình hôm nay chúng tôi à, giải thích cũng không đầy đủ bởi vì thời gian cũng không có nhiều thì sau khi chương trình quý vị có thể make appointment với văn phòng anh Kelvin với cái số điện thoại là 408 436 2939 để quý vị có thể hiểu rõ thêm về cái tình hình riêng của đối với cá nhân của quý vị. Thì khi nào ý đó Kelvin cái giờ đầu đó mình có cho quý vị những cái động tác để mọi vị nhớ, tức là bên trái là cái corporate tax cái rate của nó nó cao nhất á là 43.84 và cái thấp nhất của nó là 23.84. Bên cái anh individual tức là cá nhân đó nó sẽ là 51.9 cao nhất và thấp nhất nó sẽ là zero Thì vì cứ nhớ như vậy và bây giờ đó là theo những cái show lần trước đó thì Kevin Van Thomas thường gửi đến quý vị một cái cụm từ rất là hay tức là quý vị cần phải làm chủ tình hình trong cái tình hình rối ren như vậy đó tức là nó rất là khủng hoảng rất là nhiều thuế mà quý vị không làm chủ cái tình hình này thì đố mà quý vị xem được một đồng bạc tiền thuế nào chính vì vậy là à, anh em chúng tôi đó kèm luôn cái tiên đề mà những cái à, cuộc à, nói chuyện lần trước đó làm chủ tình hình của cái bản thuế của quý vị thành ra hôm nay ấy, với cái thời giờ còn lại không có bao nhiêu Kevin Van Thomas sẽ gửi đến cho quý vị một cái ví dụ rất là đơn giản và rất là dễ hiểu. Để làm gì? Để chỉ demonstrate, tức là để show cho quý vị biết là không phải ở đây là chết là nó khủng tới như vậy để rồi mình chết luôn. Tuy rằng nó khủng hoảng như vậy, nó nhiều cái thuế khóa như vậy, nhưng mà nếu quý vị có thể planning, quý vị có thể tính toán được, thì chắc chắn cái sự khủng hoảng này đó, nó sẽ được gỡ gạt. Và không những nó được gỡ gạt, mà quý vị càng thấy yên yên tâm bởi vì cái tiền mà mình gửi gạt đó đó nó lại không chạy vào túi trái thì nó sẽ qua túi phải nó không qua túi phải thì nó xuống hai túi dưới còn không lao vô mấy cái túi của mình chắc chắn vô túi bà vợ. Dạ, đó là những cái vấn đề mà à, những cái kỳ trước chúng tôi cũng đã nói rất là nhiều thì à, cái vấn đề công việc và business nó khác với cái vấn đề thuế chính vì vậy à, quý vị làm chủ được tình hình thế thì quý vị có thể thấy năm percent đối với cả một cuộc đời của mình quý vị sẽ thấy con số rất là lớn. Chứ đừng có nói là 70% như anh Kelvin vừa nói đó quý vị. Một đồng quý vị đã đóng hết 70 cent rồi. Đó là một con số rất là lớn. Thì đó là điều mà tại sao chúng tôi đưa ra cái cái chương trình này là cái vấn đề làm chủ tình hình thuế. Mà muốn làm chủ tình hình thuế thì chúng ta phải hiểu biết về nó. Có hiểu biết thì chúng ta mới làm chủ được cái đồng tiền của mình. Thì đó là À, một trong những cái vấn đề mà chúng tôi cũng rất là quan tâm tới cộng đồng, cũng như anh Kelvin cũng sẽ đem hết những cái kinh nghiệm trong 20 năm để mà chia sẻ đến quý vị. Bây giờ để làm chủ tình hình để tự giảm thuế cho mình nhưng mà theo luật định rõ ràng thì khi nãy đó là mình nói về cái vấn đề là từ 0% cho đến 51.9% thì nếu mà quý vị nằm vào cái tình trạng 0% rồi thì hoàn toàn cái vụ mà sắp sửa đây Kevin nói ra đó là nó hoàn toàn nó không có uh, apply cho quý vị quý vị không không cần phải uh, nghĩ đến hay là cần phải làm gì hết. Thì cái mục tiêu ở đây là dành cho những người mà đang vào cái tình trạng mà mình cứ chạy theo cái 51.9% sắp tới đây quý vị chắc chắn sẽ đụng tới cái 51.9% bởi vì sao? cái mà Kevin Hope tức là mình uh, tin tưởng uh, và mình mong nó xảy ra là cái kinh tế nó sẽ chạy trở lại mà khi mà cái kinh tế chạy trở lại rồi đó nếu mà quý vị đi làm công chức đó tức là mình nhận cái đất youtube không thì chắc chắn hãng xưởng của quý vị sẽ có nhiều công việc để làm từ đó có thể quý vị sẽ được tăng lương hoặc là quý vị làm được nhiều cái overtime thì chắc chắn tiền bạc nó sẽ sung túc hơn đặc biệt những quý vị nào mà làm thương mại đó quý vị lại có một cái hai hốt hơn tức là mình mong mỏi nó cao hơn là cái tiệm của mình làm ăn nó sẽ được cái bằng là sung túc và được nhiều tiền hơn thì quý vị thấy đó càng nhiều cái đồng lương chạy vào cái 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 cái, cái nhà băng của mình hay là cái công việc làm của mình nó tạo ra được nhiều income như vậy đó thì một ngày nào đó quý vị sẽ chạy theo đến cái mức 51.9% thì khi mà quý vị đã hít cái 51.9% rồi quý vị mới đi làm cái planning tức là làm chủ tình hình để tự giảm thuế theo luật định đó thì lúc đó có thể quý vị đã bị trễ rồi, tức là trong lúc mà quý vị đã 30%, quý vị không có cái planning đã mất tiền rồi. Có nghĩa là không biết làm thế nào để để qua túi phải hay qua túi trái hoặc không? là vô túi của người vợ. <laughs> thì đó là một trong những cái chia sẻ rất là cảm ơn Kevin rất là nhiều và chúng tôi cũng luôn luôn nhắc nhở đến quý vị là như vậy. Thì cái gì mà mình có hiểu biết và có làm chủ nó thì điều đó rất là có lợi thì quý vị trước khi bước vào quyết định một cái gì thì quý vị nên nói chuyện với người làm thuế của mình hoặc là trực tiếp đi kiếm anh Kelvin các hey, quý vị. Kelvin đưa ra một cái ví dụ cho quý vị cùng tham khảo nếu mà quý vị muốn tham gia xin quý vị cứ gọi vào 408 459 3000 408 459 3000 thì một người cá nhân tức là một single person, một người đó single Uh, họ làm được khoảng chừng 575.000 đồng trong cái năm đó thì cái 575.000 đồng này đó là cái bình tính ra trước đó cái ngạch thuế của cái người này nó sẽ ở là 41.95% vừa liên bang vừa tiểu bang Nếu mà cái 575.000 này đó cho một người này ở một cái tiểu bang mà không có cái state income tax thì quý vị chỉ cần trừ ra là 12.3%. Cho nên 41.95% này nếu mà quý vị ở cái tiểu bang mà không có cái State Income Tax đó thì cái Federal uh, Rate của vị sẽ là cỡ 29.65%. Nếu mà trong cái trường hợp đó là mình cần phải Planning để mình được cái Lower Rate của cái Anh Corporation tức là 23.84%. Phần còn lại mình mới chịu cái mức thuế cao của cái một người cá nhân thì chắc chắn những cái người mà làm ăn business này đó cần phải có cái sự tính toán này thì theo cái tính của Kevin nó rất là đơn giản giả dụ như người này thu nhập được tức là cái net income là 575 ngàn và hoàn toàn không có cái thủ tục planning hoàn toàn chưa bao giờ làm chủ cái tình hình thuế khóa của mình thì cái thuế của người này phải đóng ra là 241.214 đồng tức là cỡ 41.95% Bây giờ người vợ hay là sắp sửa lấy vợ hoặc là anh ấy cần tiền hoặc là bây giờ không có cái sự cần thiết đó nhưng mà cái thuế khóa trong cái luật thuế khóa họ đã cho mình hết tất cả những cái đường đi nước bước mà mình không chịu lấy thì cái tiền sẽ sắp sửa bị dục xuống biển thì bây giờ Kevin sẽ chỉ cho cái người này kéo lại cái tiền sắp sửa dục xuống, yeah, xuống biển đó là cái điều rất là quan trọng phải không quý vị rồi kéo lại rồi đó dục đi đâu á anh Thomas sẽ đón <laughs> coi dục đi đâu nha thì bây giờ đó năm trăm bảy mươi ngàn phải đóng ra đó là hai trăm bốn mươi ngàn hai trăm bốn đồng người này đến gặp Kevin bây giờ muốn save tiền thì cái chương trình rất là đơn giản mình biết được cái lower rate của cái anh corporation nó là hai mươi ba tám mươi bốn phần trăm thì lập tức Kevin sẽ nói anh cứ mở ra cái corporation. Dạ, yeah, đó là một trong à, những cái mà chia sẻ rất là quý giá Anh đó mở quý vị. ra cái corporation để làm cái gì? Anh để vào trong đó 75.000 à, cái income cho cái corporation. Thì cái 75.000 đồng của cái anh corporation đó là chỉ đóng có 26.180 đồng thôi. Còn cái à, anh Kevin có có khách hàng có khách gọi Ở, vào, có khách gọi à, vào. <laughs> à, mời mời quý khách nói đi ạ. Alo, dạ Kevin xin mời ạ. Alo. dạ xin mời anh. Dạ. ài, dạ, dạ, mình nói được chưa? Dạ. dạ, mời anh, mời anh nói đi ạ. Ừ tôi chào anh. tôi đang xem cái chương trình anh Kevin là show trên truyền hình đó. cảm ơn anh. thì anh Kevin nói rất là hay những kinh nghiệm nghiệm về thế rất là đơn giản và rất là hay. mà tôi xin anh Kevin nhắc lại những, những cái ý anh nói vừa qua. cái thứ hai nữa đó, mà anh có thể cho tôi hỏi thăm gì bây giờ có một số nhà hàng á. Người ta hay lấy tiền mặt đó, tức là tiền khách, đó, không lấy những cái thẻ ATM. Thì những trường hợp như thế cũng gặp khó khăn cho một số người khách à, tiêu xài. Cũng gặp khó khăn trong lúc trong túi người ta không có tiền mặt. Thì trường hợp đó thì sao? À, đó, vậy tôi cảm ơn anh. Xin cho biết. Dạ, xin cảm ơn anh đặt câu hỏi. Thì cái chương trình của anh em chúng tôi đang đi vào cái phần 2 và nó cũng sắp sửa hết giờ. Thành ra cái ý của cái chương trình đó sẽ được tóm tắt vào gần cuối chương trình cho nên xin anh cứ tiếp tục theo dõi cái vấn đề anh đặt ra và Kevin có thể trả lời ngắn gọn đó là cái tiền cash đó khi cái vụ này là mình đến một cái công ty nào đó họ chỉ dương bản lên những cái cash only và kế đó có cái ATM hay là kế bên cái công ty đó họ lại có 7 eleven hay cái gì đó rồi họ biểu mình đi đến đó rút ra tiền cash thì thật ra đó là mình đi đến nhà người ta thì cái rule hay là những cái luật lệ là do nhà họ định ra cho nên nhà hàng khi họ đã định ra là họ chỉ nhận cash không thôi thì nếu mà anh cảm thấy nó thuận tiện thì anh chỉ có uh, đi rút tiền cash và vô đó ăn còn nếu không có thuận tiện thì anh không có ăn ở đó và Kevin nghĩ đó là cái mà bị hai cái câu hỏi này anh muốn đặt hỏi ra có đó. lẽ là có lẽ người có, khách có muốn hỏi phạm hay cái gì yeah, để yeah, cái thuế có cái nghĩa cái là gì hay không dùng à. cash thì đóng thuế như dạ, thế đúng. nào và không thế nào phải không anh? Thanh yeah. ra cái cash cũng là một cái form để mà mình nhận cái tiền thù lao không có nghĩa là mình nhận cái cash rồi để rồi mình cất đi chỗ khác từ đó mình yeah. không có báo cái tiền thuế. Thành ra vẫn là hợp lệ hết cái vấn đề là mình có tiền sẵn để mình vào đó ăn không mà thôi. Thì anh tóm tắt lại cái câu trả lời là cash hay là tiền thắt cái vấn đề đó liên quan tới cái chuyện người chủ đóng thuế mà thôi. Chứ nó không có liên quan cash hay là thẻ. Đúng. Thì điều đó không có liên quan gì đến vấn đề thuế má. À, cũng rất cảm ơn câu hỏi của anh rất tiếc là câu hỏi anh rất là hay nhưng mà nó không có còn thời gian nữa Hẹn lần tới. À, xin lần tới chúng tôi sẽ nới rộng cái chủ đề này hơn và một lần nữa rất cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình cẩm nang mùa thuế và chúng tôi xin kính chào quý vị xin kính chào quý vị